Đấy. Nho Hải Phòng với sơn na thoát thân. Đây. Làm nó sạch sạch gì để cho nó không nộ thì sâu vào đây. Đây. Chưa? Nó thằng kia cũng cắt cái cây sa ba xong rồi. Nó bôi cái đéo gì đen đen vào đó. Gọi là cái niền sẹo nhưng mà niền mẹ gì. Đấy, thế thành thoát thân chưa? Hải Phòng với sơn na. Đấy, đẹp ngay. Công hơi cao đấy. Nhưng mà điện thoại mình xấu quá, điện thoại của thằng em quý nó mới đẹp. Đấy, đẹp. Điện thoại xịn là Oppo hay cái mẹ gì. Đấy, thoát thân 2 mét. Đo lại cho xem. Đấy, đâu rồi. Mỗi tội là tán nó hơi thưa. Chắc con này nuôi đến khoảng tầm 5 nữa thì thằng ngon. Mẹ cái máy ảnh thoại ối rồi ôi lắm. Ơi hơn 2 mét luôn, 2m06 luôn. Tay run run mỗi khi cầm thuốc vào. Thân này theo tôi phán đoán là nó rơi vào 2/7. Vừa cắt đấy. Neo Hải Phòng đã vanh 20 rồi này. Vanh cũ. Nó toàn nguyên bản hết. Vanh 20 nó rơi vào 7 phân. Gần 7 phân. Đấy, vanh con này được 8. Rơi vào tầm 2/7, vanh thân 2/7. Nây đều. Đấy. Này nó lên đến tận đây mét mấy rồi. Ôi. Nó có thằng trợ giúp. Này lên đây đã là 2/7 rồi này. Đây là 2 phân. Ui. Đây là bẩn mẹ rồi. Đôi dép mồi rồi. Ui giời, đào. Cũng được. Toàn củ như thế. Củ này là dạng là bé đây. Bé là ông tầm 3/4. 3/4 không hết rồi này. Vanh 11 mà chia cho 3,14 nó ra bao nhiêu? Gần 4 phân nhá. Đang chắc là lạc lối rồi. Đây cháu đang ấy đây mà chả có người mẫu người biết gì. Mày chụp ảnh mẹ bà đăng lên tao bán được ngay. Ôi giời, kinh quá nhỉ. Được chú bán được ngay. Mẹ cứ cây này cứ làm cái 2 lít. 2 lít rồi à? Ôi giời. Bán được ngay thì chết. Chết thật. 2 lít thì bằng công bơi bê. Thằng Quỳnh kia nó không có ai bê thế này nó bảo anh em bê là anh em cứ tính mỗi chậu là 2 lít lên xe kìa. Cái này có bán nó. Vâng. Thế hôm nay ông không đi làm gì à? Đấy. 24 nhưng mà chắc phải trừ bì cái thân này nó rơi vào khoảng tầm. Tiền chưa tiêu hết thì làm cái gì? Cả cọc đây là cả cọc nhá, trừ bì. Từ từ. Tiền không tiêu hết đấy. Tôi đã tiêu hết rồi. Không, con đấy là to, con này cũng to này. Con này với con kia củ rất to. Này thì là nuôi từ cái thời ông nội đi bộ đội này. Chưa toàn lên mạng ngoài cây hồng bao nhiêu năm. Từ toàn từ thời ông nội đi bộ đội. Đợi con này 20 mấy. Cháu ít đầu. Giấy á? Giấy hay hồng? À hoa giấy này á? Ui. Mấy cây kia mẹ thổ tướng đẹp luôn, thì đeo đáy cũng hâm. Quá hâm. Từ toàn 7-8 phân. Tao cũng tài vào đâu rồi anh, thường đánh. Đào cũng đẹp phết rồi, sao bạn cũng đẹp phết rồi. Nhưng mà cái này phải qua một nữa. Qua thời điểm nữa đang bán dần thì đang được bán đó. Tầm này thì